Chào các bạn, chào các bạn trở lại kênh với mình nè. Thì hôm nay mình đi làm trứng các bạn, sẵn cho gã cho ốc ăn mít luôn các bạn. Mình đi làm trứng ngày mai mình giao cho bên anh ở Gò Dầu Tây Ninh đó các bạn. Tối nay mình có đơn ốc bố mẹ đi Gò Dầu Tây Ninh nữa các bạn. Thì sẵn hai chia hai đơn mình đi một chuyến luôn các bạn. Thì đây mít mình phơi khô đó các bạn, phơi nắng cho nó ráo mủ mình mới giục ăn các bạn. Bây giờ mình tranh thủ mình đi bắt trứng nha các bạn, làm trứng nha. Anh giao bạn có nhu cầu mua ốc của mẹ, trứng của con cứ liên hệ cho mình ha, qua số Zalo mình để cho màn hình nha các bạn, hoặc liên hệ trực tiếp với số đó của mình luôn nha. Gãy như vậy đi em, lúc này gãy như vậy, ốc lúc này đang lớn gãy như vậy cho nó ăn. Để trứng trên bèo này, cái trứng sáng thấy các bạn thấy con ốc, nó đang đẻ không, mình quay các bạn thấy không? Đó, nó như vậy nè, à, đang lên đẻ đó. Cái lò này có dính không? Ốc không quá. Lại đây những mít to con ốc. Bù lại nha. Giật vậy. Tao bị ốc chứ. Đây nè em, ốc bu đây nè các bạn, đặt cái lò mà ốc bu vô như vậy nè, hết chất rồi. Ok, kêu ra nữa. Các bạn thấy không? Ốc bồ trứng nó đẻ không các bạn? Ốc bồ đen không nè. Rồi tự cho bò từ từ xuống. Rồi nó kiếm gì mà sót nè. Đi gì mà sót nè, sót hai ba trứng luôn, trứng này nó muốn nở luôn rồi ba trứng luôn, trứng này chuyển màu luôn nè, chuyển màu muốn nở luôn ba trứng. Rồi gãi đi. Đấy, khúc này dài dài chút. Gãi đại dài dài đi, ốc lên nè. Giờ dính cá gì mà nó quậy vậy? Hết chất cái trứng. Đây là mưa cỏ đẻ vậy các bạn. Dạ. Ha, được con móc tượng nữa. Im im.
đang bò đẻ. Chút xíu đập chúng nó luôn. Con ốc. Dạch nó thấy chồng ơi, nó ham. Không bỏ gỗ. Rồi, xuống lên coi rồi. Xuống ra đi, ăn ốc đang đẻ đó. Dạch lên nó không dám bò lên đẻ trong lỏng, sao giờ bò lên đẻ. Dưa nó cũng chấm chấm cho mình nhìn. Chị dưa thôi. Lâu lắm, mấy này lâu lắm đâu có dở. Ồ, tét là ma luôn rồi. Lấy đi. Nở luôn rồi. Ôi con này đã nhiều thiệt nay. Chứ con đó không ngày lâu quá không dạch, bên đây nó yên nó lẻ nè, đón trứng nữa kìa. Dạ. Hai trứng. Hai trứng luôn, hai trứng. Dạch xài sống. Trời ơi. Hai ba trứng, hai dạch ra có hai ba trứng bự bự. Thôi rồi, chín rồi. Để nó chảy dài luôn nè. Chắc nó đang đẻ rồi, nó tuột xuống. Dạ. Về cho anh dạt bên đây thêm đường nữa. Đây nè. Đây nè. Ồ, ba con trứng nè. Đây đó nè. Con để lên đang để lên đẻ nó hay gì nè. Ừ vậy. Đang đẻ, đúng đúng. Con cà bá đang đẻ đó. Để ý cho cái này nha. Đâu, em để ý cũng như thầm. Ồ, con này nở biết nhiêu luôn nè. Chỗ này không nở ba trứng nè. Để nở hay có con. Xuống rồi hoài. Trời, trúng luôn rồi, con ốc đang đẻ. Cũng có cụp luôn rồi, chứ đó ăn trứng nè. Đang đẻ mà còn bị quánh một cái nó chài cái nè. Để cho nó nở đi. Rồi trứng nè. Trứng này chuyển. Trứng này chuyển đen luôn rồi nè. Mịn trơn luôn rồi. Để lại đi. Như bông gòn luôn rồi. Để cho nó nở luôn đi. Trên thấy không? Vậy? Ở trên thấy trứng không? Rồi. Đây nè, trên này nè. Đưa nó gõ đây, lụm nhiêu bỏ xuống nhiêu luôn đi. Để hai bên trứng. Hai bên trứng nè. Cái vô đi, lụm đi. Thôi đợi luôn đi, tôi chổng tắt luôn rồi. Em ấy lấy cái đồ em đựng đi. Mấy cái đồ gì? Có nhiều đồ lại bỏ xuống đại nhiêu. Trong cái gỗ đầy thì cho nó tắt lên luôn. Dỡ cái miếng mít này lên. Coi cái này. Cái tay dỡ không hết, gỡ chìm cho này. Nhìn mày nè, chiếc miếng mít nè. Tay dập không hết, chìm kìa.
Dạ. Đâu trứng hả? Đó, cặp bên luôn đó. Một ký đó. Được một ký đó. Trời ơi. Đi lên bờ dặn. Ổng ở dưới ghe. Ký đó. Ký. Vậy đó, bố mình chặt này luôn rồi. Bà hổm dày ký ngữ. Bà hổm căng đầy còn ký chín. Rồi mình lụm được nhiêu các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn xem clip nha. Này trứng nè, trứng này mình trực tiếp mình đi mới lụm vô luôn nè các bạn. Thấy không? Trứng này đẹp ha. Thì các bạn có mua cầu mua giống thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn xem clip nha. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chia sẻ clip ủng hộ mình luôn nha các bạn. Rồi, chào các bạn nha.